Xin phép chào chú. Dạ. Chào em gái. Dạ. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? À, chú tên Dũng. Chú Dũng ha. Dạ. Chú Dũng là quê quán ở đâu đây? Quê Sóc Trăng chú. Sóc Trăng. Hôm nay chú về đây cùng với ai đây? Cùng với con gái Vậy là hai ba con là mới từ Sóc Trăng Dạ. lên Bình Dương. Dạ. Hai cha con là đi hồi nào đây? Đi hồi 6 giờ sáng chú. Mình đi từ ngày hôm qua cơ hả? Mình bắt xe lên bến Không, xe Bình cũng như Dương. là chú lên đi làm. Chú ở bên bên Mỹ á. Rồi con cái nó vậy chú qua đi kiếm con, con giúp chú. Vậy là hôm nay chú cùng với con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương là đi tìm con. Dạ. Con gái của chú họ tên đầy đủ là gì? Sơn Thị Lê. Sơn. Sơn Thị Lê. Sơn Thị Lê. Dạ. Mình là người 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 dân tộc dân tộc Khmer phải dân tộc không? Khmer chứ. Dạ. Con gái của chú là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay 18 tuổi rồi chú. 18 tuổi. Dạ. Bỏ đi lâu chưa? Nó bỏ đi bữa thứ năm á. Thứ năm. Thứ năm hôm nay là chủ nhật. Bữa nay chủ 5 nhật 6 7 chủ nhật vậy là 4 ngày rồi 4 hả? ngày rồi. Vậy là hôm mùng 10 Tây. Mời Tây Hôm nay là ngày 14 rồi. Đi là đi tại tỉnh nào chú? đi xã Bình Mỹ, Tỉnh nào ạ? tỉnh Bình Dương, Bình Dương mình đúng không? huyện Bắc Tân Nguyên á, Dạ. Gia đình nhà mình sinh sống và làm việc tại Bình Dương lâu chưa? cũng như là bốn năm năm rồi chứ. 4-5 năm. Lý do vì sao con gái nhà mình bỏ nhà đi? Cũng như là nó đi làm á, nó theo bạn bè rồi nó không vô làm, rồi cũng như người ta học cho mẹ nó nghe, rồi nó chiều nó về, cũng như nó đi theo bạn bè đi chơi á, tới giấc chiều nó về về rồi mẹ nó tức giận chửi nó, rồi cũng như chỉ đạo nó, cũng như là dạy cho nó biết sai biết tội gì đó, Dạ. rồi quánh cũng như hết dài roi vậy á, nó tức giận nó đi ra luôn, nó đi mất Dạ luôn, bỏ đi luôn. nó bỏ đi luôn. Trời đất ơi. Đi là có mang theo thứ gì đi không chú? Nó không có mang gì hết, chỉ một bộ quần áo rồi trong mình rồi cái điện thoại thôi, Có viết thư từ nhắn gửi gì không? không luôn. Nó đi từ đó tới giờ là chú liên lạc không được luôn á. Vậy Nó là lý do chính là đi làm nhưng mà không có làm, đi theo bạn bè chơi. đúng rồi. Rồi sau đó về bị mẹ la giày và tác động tay chân Rồi nên mà giận mẹ bỏ đi. chúng mẹ bỏ đi. Con gái nhà mình có ngoan không? Nó cũng ngoan lắm, Ngoan không? hiền khô à, nó ngoan lắm. Con gái nhà mình 18 tuổi rồi hả? 18 tuổi Có người yêu chưa? có rồi. Có người bạn trai đã có lâu chưa chú? Có cũng mấy năm Mấy á, năm này, 5-6 năm. 5-6 năm á. Ồ, 5-6 năm rồi hả? Rồi mình cũng nghĩ nó còn hơi khờ, tính năm nay là sắp đặt cho nó nè, tính năm nay là đám cưới cho nó hai đứa nhỏ đó, Dạ. tại sao nó xảy ra chuyện đó đó. Vậy là con gái nhà mình thường thường mà đi làm không đi làm đi chơi là đi chơi với ai đây? Cũng như bạn bè nó mình đâu có biết Mình được làm đâu, chung với có nó phải đi chơi với người yêu không? không có Không phải đi chỉ chơi bạn với người gái yêu không à? à, chơi với bạn gái đó, cũng kêu nó đi uống cà phê cà pháo này kia nọ đó. Con gái nhà mình là làm cụ thể là công việc gì? Làm công ty gỗ, Công ty gỗ. Làm một ngày mấy tiếng đây? một ngày 12 tiếng, 10 tiếng, Ồ, tăng tăng ca 8 giờ. làm tăng ca dữ vậy hả? Công việc có cực khổ không chú? Cũng như cực lắm, công việc thì mình tính theo mới tính mình theo nó cực lắm, Làm vậy công là việc tiền bạc lương là có đưa hết cho ba mẹ không? có đưa chỉ có tháng này là không có, Còn đối với tháng này nó lấy không không có lấy được, nó mất cái thẻ nó nó mới được. nó gạt mất cái thẻ Con gái vào nhà mình nói là mất thẻ hả? ừ. Vậy là con gái nhà mình thường thường á, mà trước khi chưa xảy ra cái sự việc như vậy á, là đi làm rồi về nhà là có hay đi chơi không? Không, nó không đi đâu hết á, Chỉ nó có đi cái thời gian gần đây. đâu. Nó muốn đi á thì nó xin cũng như bạn gái nó lại rủ đi uống cà phê trà sữa này kia nọ, nó cũng có xin phép mẹ nó mẹ ơi con xin đi uống cà phê với bạn chút. Rồi mẹ nó suy nghĩ không lẽ bạn lại rủ đi uống cà phê mình không cho đi cũng tội nghiệp con, Dạ. rồi mới cho con đi á, đi có 2 lần thôi mà bị vậy luôn. Vậy là chỉ có thời gian gần đây mới xảy ra vấn đề như vậy Ừ, luôn. mới xảy ra vấn đề đó luôn. Con nhà mình là thường thường là trong gia đình là cái thời gian gần đây cái tính tình con nhà mình có thay đổi không? Không không có thay đổi gì, Có dấu hiệu gì bất thường không? không có nó rất là bình thường, nó rất là không bình có nghi thường ngờ à. cái gì hết trơn, Ừ. là mình không nghi ngờ cái gì Còn người yêu của con nhà mình là ở đâu? thì quê Sóc Trăng luôn, Có gần gần đó không? Gần chỗ ở trọ không? xa xa vậy Mình có hỏi người yêu chưa?
thì mình hỏi rồi thì nó nói biết sao giờ nó kiếm được. Nó nhắn tin, nó gọi điện, nó cũng trả lời. Người yêu gọi điện cho bé này cũng không trả lời luôn hả? Không trả lời luôn. Trời đất ơi, khổ ha. Vậy là mấy ngày nay chú đi tìm con ở đâu rồi? Đi tìm khắp nơi hết mà tìm khắp không thấy. Mấy cái huyện Bình Nghĩ, xã Bình Mỹ kiếm không thấy. Kiếm vậy thôi. Em nhà trọ nào chú cũng vô kiếm hết trơn mà kiếm không thấy. Vậy lý do chính là giận mẹ. Giận mẹ. Rất giận nên mới bỏ nhà đi. Mới bỏ nhà. Mẹ là hôm đấy là mẹ chửi luôn hả? Mẹ chửi. Chửi mẹ đánh. Cũng như chửi rồi dạy cho con tốt á. Nó con sợ con này kia nọ đi mẹ ta gạt gỗ này kia. Rồi. Ra nó mắng nó rồi đánh nó biết bao lần mà nó cũng đâu có dám bỏ đi. Không có đi. Này là nó dạy. Ôi trời, đã là 18 tuổi rồi mà mẹ vẫn hay thường la mắng lắm hả? Tại vì mẹ cứ muốn tốt cho con thì mẹ mà chửi kêu lại chứ không phải là đuổi đi đâu. Cũng tức không nói được thì dạy nó không được thì cứ bà tức quá bà cứ chửi nó vậy thôi chứ cũng thương nó lắm, nó phải ghét nó đâu. Hôm đó đánh là dùng cái gì đánh? Mẹ lấy chổi đánh nó. Đánh mấy chổi luôn hả? Lúc đó tụi em cũng không có nhà. Đâu em có nhà làm, đâu. Ba em cũng đi làm. Có nhà chú là được mấy người con đấy? 5 đứa. Em này là con thứ mấy? Thứ 2. Còn em trong hình nè. Là Úc. Úc hả? Úc. Còn một đứa con trai Úc nữa. Tại vì hai đứa nó sinh đôi. Sinh đôi. À, sinh đôi. Vậy là gia đình nhà mình là ở 7 thành viên trong gia đình hết hả? Rồi. Em thì có gia đình em ra rồi. À, ở riêng rồi ha. Dạ. Cái thằng thứ tư cũng có gia đình rồi, chỉ có thằng thứ ba là chưa có gia đình nhưng mà nó làm ở bên Đồng Nai. À, vậy là gia đình nhà mình là ở là gồm những ai chú? Ba em với mẹ. Vậy với hai đứa nó. Hai đứa nó. Hai đứa sinh đôi. Vậy là bà xã của chú là thường xuyên la dày. Cái tính của bà xã chú như thế nào? Nhưng mà tánh hơi nóng vậy á. Tánh nóng rồi dạy con, quánh con rồi, rồi xong là xong là xong, là xong, chứ xong rồi gì đâu. Thương con lại nữa. Như là... Nhưng khổ thật, bởi vì là bé nó 18 tuổi rồi. Mình la, mình hạn chế đấy đi. Bởi vì thì em cứ la mẹ hoài, nói có gì mẹ từ từ nói đi chứ đừng có đánh. Đúng rồi, bởi vì bây giờ bé 18 tuổi rồi mà đâu phải còn đứa nhỏ 12, 13 tuổi đâu. Bây giờ chú cũng như qua đi cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi cũng nhờ chú. Chú lớn lên nào chú. Cũng như là chú qua đi á, cũng nhờ Mạnh Thường Quân rồi các chú á thì dùng kiếm cho, dạ, cho chú thấy. Nếu mà có mình thấy người á, thì chú dùng liên lạc với chú. Chú hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái nhà mình. Hy vọng con gái nhà mình xem được video này, hãy hiểu cho cha mẹ và sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình đi chú. Chú nói đi. Rồi cũng như là Lê con á, thì con đã thấy cha đi tìm kiếm con rồi á. Con suy nghĩ con phải về với cha con, tại vì cha nhớ con lắm. Cái cha đâu có làm khổ gì tới con, cha không có đâu. Ý cha thương con lắm, con quy về với cha đi con. Nếu mà con đi mát rồi, cha biết làm sao bây giờ. Chắc cha mang bệnh thêm nữa con quy về với cha đi. Khổ thật sự. Đừng cho cha lo tới con ơi. Cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con. Đúng không ạ? Thương đúng con rồi. Vô điều kiện. Thương con lắm. Cũng có thể là bà xã của chú là cũng rất thương con nhưng mà... Bà rất thương, không phải ghét gì đâu. Đôi khi con không hiểu ha. Đôi khi bà nói là bà buồn á, nói nó không nghe, bà đánh nó. Nhưng mà mong sao thì như thế này, dù gì bây giờ bé nó cũng lớn rồi, 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, có quyền công dân rồi. Nên mà mong rằng là bà xã sau khi mà con gái mình về thì chú cũng về phải góp ý với bà xã, phải kiềm chế lại. Thứ nhất là con nó sai trái chỗ nào thì mình nói lời nói thôi. Chú cũng đừng có la chửi, đó là thứ nhất. Thứ hai là đừng có tác động tay chân. Đúng rồi. Chú về chú cũng cứ nói hoài nó, mẹ mày ơi, con gái nó sai trái thì mình chỉ dạy cái miệng thôi chứ đừng có quánh nó lớn rồi. Quánh nó nhiều khi nó tức giận, nó làm này làm kia mình đúng khổ rồi. Khổ tới mình nữa. Rồi bà nói bà tức quá. Nhưng mà nó cũng có cái lì, nó lì lắm nói. Nhưng mà nó có một chút lì. Nói chung đi, nói chút lì. Rồi chị gái nói chuyện với em gái đi. Em chị đi làm. Ban ngày chị đi làm mà tối về chị cũng phải chạy đồn chạy đảo đi kiếm em đó. Em ở đâu thì em về đi. Đừng có làm cha mẹ buồn nữa. Cả nhà nó mất ăn mất ngủ gì em. Về đi. Không có ai làm gì em đâu. Mình có nhà có ba mẹ chờ em mà. Cần phải đi bỏ nhà vậy không? Chị cũng mong em về mau.
Hy vọng rằng là em gái em xem được video này, thấy ba của em cũng như chị gái của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì mong rằng em đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Tới giờ phút này mà em vẫn chưa nguôi ngoai cái cơn giận, em chưa về được. Thì em cũng phải gọi điện về em báo tin cho cha, cho mẹ, cho chị biết để gia đình yên tâm, đỡ lo lắng. Bởi vì từ bữa em đi cho tới nay thì tất cả mọi người trong gia đình đều mất ăn, mất ngủ, thậm chí là bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo để đi tìm em khắp nơi. Về đây cha rưng rưng nước mắt, chị cũng rưng rưng nước mắt để đi tìm em. Thì mong rằng là em 18 tuổi rồi, em đủ hiểu rồi, em cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình dành cho em như thế nào rồi. Thì mong rằng em đang ở đâu đó em hãy sớm quay trở về để mà đoàn tụ với gia đình. Còn mẹ, vì mẹ thương, đôi khi là mẹ tức giận nóng nảy quá thì mẹ có thể là mẹ tác động tay chân tới em cũng như la dạy em. Thì mong rằng em là con thì em cũng hiểu cho mẹ. Nhưng mà sau cái sự việc này thì chắc chắn rằng mẹ sẽ thay đổi, mẹ sẽ không la dạy hay là đánh gì em nữa. Nên mong rằng là em gái đang ở đâu đó hãy nghĩ tới công ơn sinh thành, mà thương cha, thương mẹ, thương gia đình, thương người thân, để mà sớm quay trở về. Bởi vì gia đình nhà mình cũng xuất phát từ quê để mà lên Bình Dương để lập nghiệp, để kiếm tiền, mưu sinh cuộc sống. Thì mong rằng là gia đình phải yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, để mà làm có sức, có động lực để mà làm việc, kiếm tiền để lo cho gia đình. Thì mong rằng là em gái hãy hiểu, hãy suy nghĩ lại để mà quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bản thân em là con gái mà em đi ra ngoài thật sự 4 ngày nay rồi, gia đình không có tin tức gì, rất lo cho em. Không biết em ăn uống ra sao, ở đâu như thế nào, và thậm chí rằng em đi ra bên ngoài bạn bè em sẽ ra sao đây. Đặc biệt em rất dễ thương, rất xinh xắn, rất dễ bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Có thể là trong cái thời gian này, những cái đối tượng đó sẽ tác động tới em, để rồi cho em phải sa ngã vào những cái con đường, mà những con đường đó là những con đường mà vi phạm pháp luật. Nên mong rằng em gái hãy suy nghĩ lại và sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin cũng như là khuyên em gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Sự việc của chú cũng như là của em gái thì anh em đã ghi nhận. Thì hôm nay chú cùng với lại con gái về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Đúng với rồi. Mục đích chính là tìm con gái. Đúng rồi. Hai cha con có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Có. Đồng ý ha. Đồng ý. Chỉ cần mạnh đồng mạng có thấy ở đâu rồi chỉ dùng. Mong là... rằng là chú về tâm sự với cô đi nhá. Rồi. Mình phải kiềm chế lại. Dù gì con bây giờ nó lớn rồi, nó không phải là một đứa nhỏ nữa đâu. Rồi. Nha. Mình làm cái gì làm thì mình cũng bớt cái tính nóng lại ha. Dạ rồi, cuối video thì chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái chú sẽ quay trở về trong nay mai nhá. Rồi. Xin phép chào hai cha con. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.